Thì như anh chị cũng thấy đó, số ca dương tính và số ca tử vong trong cái ngày hôm nay đều tăng, và trong vài ngày liên tiếp là đều tăng số ca tử vong đó. Và Sài Gòn mình về đêm thì vẫn là những cái hàng quán ăn nhậu. Em cũng hy vọng rằng bà con Sài Gòn mình cẩn thận một chút xíu. Và cũng thông báo đến cô bác anh chị luôn là hiện tại theo như công bố ngày hôm qua đó, thì Sài Gòn mình không có còn cái vùng cam nữa anh chị. Tất cả đều là vùng xanh và vùng vàng. Ăn nhậu ngút ngàn. Nhậu thì tất nhiên là không có dùng khẩu trang được rồi anh chị. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em xin mời cô bác anh chị và các bạn cùng với em, chúng ta lang thang buổi tối của Sài Gòn, ngắm cảnh, ánh đèn, xe cộ, vui chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, tất cả đủ thể loại thưa anh chị. Bây giờ là 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 năm 2021 và em đang đứng trên con đường Phạm Thế Hiện thuộc khu vực quận 8. Ở phía trước anh chị một chút xíu thôi là chúng ta có chợ Phạm Thế Hiện rồi. Tối hôm nay thì em sẽ mời cô bác anh chị chúng ta lang thang một đoạn từ chợ Phạm Thế Hiện này. Chúng ta đi về đường Phạm Hùng rồi dưới chân cầu Chánh Hưng. Chúng ta đi về phố Tạ Quang Bửu, phố Nhà Giàu của quận 8 thưa anh chị. Cập nhật một vài cái hình ảnh lang thang. Và hy vọng trong các clip này cô bác anh chị sẽ có những cái giây phút thư giãn, rồi ngắm nhìn phố phường, ôn lại những cái kỷ niệm xưa và nay, cập nhật một vài cái tình hình ở Sài Gòn. Và tối hôm nay thì theo ghi nhận của báo VN Express thì chúng ta có tới 1.500 mấy chục ca dương tính thưa anh chị. Để con số chính xác thì em cũng sẽ cập nhật gửi đến anh chị luôn ha. Rồi trên quá trình đi thì chúng ta sẽ bàn luận thêm một vài vấn đề. 1.547 ca dương tính. Hôm qua thì khoảng 1.200 thôi. Hôm nay tăng lên 1.500 hơn. Đó. Rồi bây giờ thì em mời cô bác anh chị xuất phát từ đây. Chạy về chợ Phạm Thế Hiện. Trong buổi tối ngày hôm nay thưa anh chị. Lang thang chậm chậm thôi. Con đường Phạm Thế Hiện này về ban đêm thì ăn uống nhiều lắm, quán ăn vặt á, quán ăn vặt rất là nhiều thưa anh chị. Và mấy hôm nay thì Sài Gòn mình cũng đang vào cái giai đoạn triều cường. Quán ốc ha. Nếu như mà vào cái giai đoạn, vào cái lúc mà từ 4 giờ chiều tới 7 giờ tối mà mưa trong cái đợt này, trong tuần này là chắc chắn ngập rất là nhiều nơi ở Sài Gòn. Bởi vì đang trong cái giai đoạn triều cường đó anh chị. Bên trái của em ở đây là chợ Phạm Thế Hiện nè. Cập nhật một tí về ban đêm, anh chị xem chợ Phạm Thế Hiện ngày hôm nay nó giống như ngày trước không? Vào ban đêm, một vài hàng quán ở ngay cái vị trí này. Phía trước chợ ha. Em zoom lên một chút xíu để anh chị nhìn thấy nó rõ hơn. Rồi, em mời anh chị đi tiếp. Chúng ta lang thang về cầu Chánh Hưng. Và trong cái buổi tối ngày hôm nay thì em cũng cập nhật thêm số ca tử vong. Chúng ta tới 109 ca lận anh chị. Với cái nguyên nhân là hôm qua Sài Gòn mình không công bố số ca tử vong. Như vậy là hai ngày liên tiếp là chúng ta có vượt trên 50 ca một ngày. Chia đều ra đi. Đó, được trên 50 ca một ngày. Bên trái em là chung cư Phạm Thế Hiện, xung quanh chợ ha, nhiều quán ăn. Thì như anh chị cũng thấy đó, số ca dương tính và số ca tử vong trong cái ngày hôm nay đều tăng, và trong vài ngày liên tiếp là đều tăng số ca tử vong đó. Và Sài Gòn mình về đêm thì vẫn là những cái hàng quán ăn nhậu. Em cũng hy vọng rằng bà con Sài Gòn mình cẩn thận một chút xíu.
đó là cái điều mà trong mỗi các clip em đi quay em đều luôn luôn đề cập tới thưa anh chị, để biết đâu những bạn trẻ có xem được thì chúng ta cũng phải nhớ là Sài Gòn mình mới trải qua rất là nhiều ngày phong tỏa cực khổ như thế nào, hàng quán ăn nhậu bia bọt. Với cái số ca tử vong thì anh chị cũng thấy rồi đó, ngày nào cũng 50 mấy 60 ca, đúng không? Và cuối tuần vừa rồi, ngày 19, chúng ta cũng vừa mới tưởng niệm những cái người không qua khỏi trong cái đợt dịch vừa rồi đó anh chị. Và hiện nay thì chúng ta vẫn cứ mỗi ngày có số ca tử vong như vậy, nhiều đau thương mất mát. Quán ăn, quán nhậu thì nhiều. Tất nhiên là chúng ta cũng phải hiểu là bây giờ đã mở cửa rồi thì người ta cũng phải làm ăn buôn bán thôi anh chị. Mình không thể nói là phải đóng cửa rồi phải hạn chế này kia được. Bây giờ chỉ còn lại là ở chúng ta thôi. Đây là cầu Chánh Hưng. Phía dưới cầu Chánh Hưng nó đi thẳng thì anh chị đi về khu vực xóm đạo quận 8 ha. Đó. Em thì bây giờ em sẽ quẹo bên mé tay trái để em chạy vào con đường Phạm Hùng hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh. Và em cũng mong rằng là cái số ca dương tính và ca tử vong nó duy trì như thế này thì hoặc là giảm xuống hơn, đừng tăng lên thêm nữa. Và chắc chắn rằng là cái việc mà cho nó giảm về không là cái điều không thể rồi anh chị. Hầu như chúng ta sống chung với Covid rồi, bây giờ chúng ta phải chịu thôi. Mỗi ngày đều có cái số ca tử vong và cái số ca dương tính, nhưng mà em chỉ mong là nó không có tăng lên quá cao đột biến. Lậu dê đây, lậu dê nó mà tăng lên quá cao nữa đó thì coi như chúng ta phải tái phong tỏa trở lại, cũng như là cái sự mất mát của bà con Sài Gòn mình nó lại càng nhiều hơn, thì lúc đó rất là khổ anh chị. Bên phải đây có quán nhậu, em đi camera qua. Không, quán thì có quán đông, có quán cũng lưa thưa như thế này thôi anh chị, cũng không có nhiều. Và hơn nữa hôm nay chỉ là ngày thứ hai thôi. thường vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì nó mới nhiều nơi ăn chơi nhậu nhẹt đông đúc. Cuộc sống mưu sinh vất vả. Có những người thì bây giờ đang chăn ấm nệm êm ha, vào quán rồi nhậu nhẹt ăn uống rất là vui. Còn có những người thì đạp xe đạp như thế này kiếm tiền anh chị. Cuộc sống nó là như thế thôi, và mọi người cũng có một cái số phận nữa. Và cũng thông báo đến cô bác anh chị luôn là hiện tại theo như công bố ngày hôm qua đó thì Sài Gòn mình không có còn cái vùng cam nữa anh chị, tất cả đều là vùng xanh và vùng vàng. Thì trong đó có 11 quận huyện là vùng xanh, có 10 quận huyện là vùng vàng, và thành phố Thủ Đức là vùng vàng luôn thưa anh chị. Đó. Như vậy là cứ coi như đây là một cái tin vui thưa anh chị. Chúng ta không còn cái vùng cam nữa. Vùng cam tức là cấp độ 3 đó anh chị. Còn cấp độ 4 là vùng đỏ, là nguy cơ cực cao đó. Vùng cam cấp độ 3 là nguy cơ cao, vùng vàng là có nguy cơ thôi, vùng xanh là cái vùng an toàn. Đó. Bên trái của em thì có những cái kiosk người ta bán đồ. Bây giờ là chuẩn bị bán đồ Tết rồi anh chị. Đây có những cái sạp đồ đây. Em cũng zoom lên để anh chị nhìn một xíu cập nhật tình hình ha, quần áo người ta treo ngoài đường người ta bán đó. Như vậy là chúng ta không còn vùng cam. Không biết là sắp tới mai mốt như thế nào. Đặc biệt là tối hôm nay số ca lên hơn 1.500. Và cùng với đó thì hôm nay Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là đưa ra một cái đề xuất là cách ly F0, F1 tại nhà đó thì từ 7 tới 10 ngày thôi, không có còn cách ly 14 ngày như ngày trước nữa. Nhưng mà đây chỉ dừng lại là cái đề xuất thôi anh chị. Và cái ngày thứ bảy đó, ngày cuối cùng á thì xét nghiệm phải âm tính.
À, thì hôm giờ chúng ta vẫn phải cách ly là 14 ngày, phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu như không tuân thủ. Đó. Một vài hình ảnh trên con đường Phạm Hùng hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh đó anh chị. Ở đây thì nó thuộc quận 8. Sầu riêng, ly 6,75 ngàn, đó, bao ăn luôn. Em đang chạy tới ngã tư con đường Tạ Quang Bửu và con đường Phạm Hùng. Ở bên trái thì anh chợ đi, anh chị sẽ quẹo về cái khu Đồng Diều á, Sóng Nghèo ra chợ Lạch Ông. Còn bên phải thì anh chị sẽ bắt đầu đi trên Sóng Nhà Giàu của quận 8 vào ban đêm. Hôm bữa thì em mới đi ban ngày. Hôm nay mời cô bác anh chị đi ban đêm. Tôm bọ ngựa ha. Tôm bọ ngựa là tôm gì? Ngộ ha. Đây, con đường Tạ Quang Bửu và con đường Phạm Hùng. Bên trái một tí thì có nhà thờ Nam Hải. Rồi, em mời anh chị chúng ta quẹo bên mé tay phải nha. Nhà thờ Nam Hải thì ngày hôm nay vẫn tối thui tắt đèn thôi, chưa có trang trí Noel gì cả. Rồi, đường Tạ Quang Bửu đây, chúng ta đi vào cái phố Nhà Giàu. Phố Nhà Giàu, đường Tạ Quang Bửu. Em mà cho camera qua bên tay phải một tí, bởi vì ở đây có một vài cái quán ăn nhậu. Cô đi bán vé số vào ban đêm, cà phê ăn nhậu. Đó, xe máy, xe đồ cũng đông lắm đó anh chị. Đây, quán ăn 258, khu phố này ban đêm rất là nhộn nhịp lúc trước đó anh chị. Bây giờ thì nói chung là em cũng chưa có biết cái tình hình nó như thế nào. Bên phải em là chung cư Giai Việt. Như vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta có là cái số ca nhiễm và số ca tử vong nhúc nhích tăng. Và chúng ta có hai cái tin cũng khá là mừng tí, đó là chúng ta không có còn vùng cam, vùng đỏ nữa. Phân nửa vùng vàng, phân nửa vùng xanh. Đó. Như vậy cũng là một cái tin vui anh chị. Nhưng mà em hy vọng là người dân Sài Gòn mình không có chủ quan ha. Chủ quan những cái quán nhậu, quán đồ đó chúng ta phải cẩn thận một tí. Có thể ngày xưa chúng ta hoạt động 100%, bây giờ chúng ta hoạt động 70% thôi. Bàn ngày xưa thì sát sát nhau 50 xăng thì bây giờ đã kê lên 1 mét hoặc 1,5 mét. Đó, ví dụ như vậy anh chị. Đây, con phố Tạ Quang Bửu. Buổi tối thì phía trước chung cư Giai Việt này thì người ta cũng đi thể dục. Đó, mát mẻ. Hoàng Anh Giai Việt. Tới tối thì cũng mời anh chị đi dạo một chút xíu phố xá Sài Gòn như vậy. Ngắm đèn. Ở ngay vị trí này thì anh chị quẹo bên phải á, anh chị sẽ đi ra khu vực đường Phạm Thế Hiển thưa anh chị. Ở đây em quẹo phải một chút xíu thôi. Rồi đây một chút xíu, rồi quay cái camera qua trái một chút xíu thôi. Một vài quán cà phê trên cái vị trí này, sáng đèn nhộn nhịp. Rồi, bây giờ em đi tiếp tục lên cầu Tạ Quang Bửu thưa anh chị. Cà phê. Lên cầu Tạ Quang Bửu, qua bên kia đi thẳng hướng về bến xe quận 8, bến xe bus quận 8. Bây giờ thì các nước châu Âu cũng vào khu vực, cũng vào mùa đông. Sắp tới là cũng sẽ là lo ngại virus phát triển mạnh nữa anh chị, bùng phát dịch tùm lum nữa.
ở bên trái của em một tí, ngay chân cầu này có quán hải sản tươi sống cá Việt chuyên cá khủng đó anh chị. Đây bên trái này. Việt cá chuyên cá khủng luôn. Xe cộ quá trời đông đúc. Tối ăn nhậu rất là vui. Thôi em mời anh chị chúng ta cùng nhau đi lên cầu Tạ Quang Bửu nha. Xe cộ cũng khá là đông. Phố nhà giàu quận 8. Quận 8 chỗ này thì cũng gần nhà em ở anh chị, cho nên là tới tối chắc xách xe ra đi một chút xíu như thế này. Chúng ta còn có hơn tháng nữa là tới Tết Tây rồi. Tết Tây này là chúng ta được nghỉ 3 ngày thôi anh chị, có cái quyết định rồi. Đó. Ồ, đèn tắt rồi. Đang chạy trên đường, đèn tắt. Tết Tây thì được nghỉ 3 ngày, còn Tết ta đó thì chúng ta còn khoảng hơn 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa là chúng ta tới Tết ta rồi. Như là đầu tháng 2 là Tết ta thì phải, theo như em cập nhật lịch là như vậy. Rồi chúng ta đi xuống cầu Tạ Quang Bửu. Bên này anh chị thấy này, rất nhiều quán ăn luôn ha. Con đường này là con đường Sao Mai. Bên phải em nè, khu Sao Mai chạy ra đường Phạm Thế Hiển. Thì nói chung quán ăn bên này sáng đèn, quán nào cũng sáng, nhìn rất là đẹp, rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên thì quán ngày hôm nay thì cũng có thể là khách khứa không có đông bằng ngày xưa anh chị. Nhưng mà em thấy như thế là cũng đỡ lo hơn, chứ đông quá thì lại sợ lắm. Để em zoom lên tí cho anh chị xem. Ở bên phải đây là quán Ốc Thảo, Bia Sài Gòn đó anh chị. Đó. Còn mé bên tay trái của em đây là quán Lẩu Dê, Dê Đút Lò đó. Tiếp tục chúng ta nhìn một vài cái hình ảnh Dê Đút Lò. Rồi bây giờ em mời anh chị chúng ta bắt đầu đi. Em quẹo cái camera qua đây một tí tại vì khó quán. Có quán nhậu. Quán nhậu ở đâu? Ở đây quá trời luôn anh chị. Đó. Xe này đông nghẹt luôn ha. Anh chị thấy xe bên phải không? Wow, trời ơi, nhìn anh chị nhìn xe trước nha. Tí em quay ngược lại thì chúng ta nhìn người. Hướng này thì anh chị đi ra đường Phạm Thế Hiển luôn. Ồ, khu này thì phải nói là ăn nhậu ngút ngàn rồi. Bên tay phải, bên tay trái của em đây. Quán nhậu không? Quán cà phê quá trời luôn. Cái khu này ông sao hả? Đúng rồi, ông sao quận 8 đó anh chị. Quán ăn, quán nhậu ngút ngàn luôn ha. Chơi tới bến. Đi một tí bông sao này. Bông sao này ra đường Phạm Thế Hiển rồi quẹo ra Nhị Thiên Đường. Đó. Quẹo ra chợ Nhị Thiên Đường. Thôi tới đây thôi. Mời anh chị quay ngược trở lại với em. Chúng ta cùng nhau đi ra đường Tạ Quang Bửu để anh chị. Ô, mì hải sản Tứ Xuyên dánh dánh. Đây có phở bò, bún mọc, hà ký. Đi ban đêm để cập nhật thêm cái hình ảnh Sài Gòn hoa lệ, hoa có, lệ có. Hí sushi, bây giờ thấy bà con mình buôn bán lại được, cũng vui.
Đó, em cập nhật bên máy tay phải ở đây nha. Đó, hàng quán nè. Đây là quán Dung Mai Hào Hào Nướng, đặc sản Cần Giờ, 50k một ký. Đó, phía trước này thì chúng ta ra đường Tạ Quang Bửu lại anh chị. Tiếp tục là em sẽ lia camera sang phải để chúng ta nhìn người. Hồi nãy thì mình nhìn xe rồi ha, bây giờ mình nhìn người. Đó, quán nhậu ngút ngàn. Nhậu thì tất nhiên là không có dùng khẩu trang được rồi anh chị. Sắp tới cái nhu cầu mà quán nhậu mà có khẩu trang là chắc có lẽ hơi bị nhiều á. Vừa nhậu vừa bịt khẩu trang á anh chị. Quá trời luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lang thang trên cái phố Tạ Quang Bửu này, phố nhà giàu, hướng về bến xe, bến xe 18. Bây giờ thì em thấy, theo em đánh giá thì những cái đoạn này không có còn nhộn nhịp sầm uất như ngày xưa nhiều nữa đâu. Tất nhiên là những cái hàng quán mà lớn lớn người ta vẫn ăn nhậu nhiều, nhưng mà những cái hàng quán nhỏ nhỏ thì mất hết rồi, hết, mất tiêu hết trơn trọi. Cà phê lề đường đó anh chị, những quán cà phê ở ngoài lề đường như thế này, các bạn trẻ đi ăn kem, kem nhãn 368, rồi cơm cháo ở đây, nói chung là cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Bên trái của em ở đây có một quán cà phê khá là lớn ha. Rồi mời anh chị quẹo, có đèn là quẹo qua cho nó vui. Đây anh chị, quán cà phê, cà phê trong này coi quán gì đây. Đó, cà phê dưới này cũng có quán cà phê và quán nhậu, cà phê và trà. Này ra bờ sông ha, em đi cái con đường này coi thử coi, tới tối chạy con đường này, đường này con đường gì đây, kẹt rồi hả, kẹt rồi, hết rồi, hết đường rồi. Bên này là cái con kinh anh chị. Thôi em vẹo ra lại. Cũng thoáng anh chị, chỗ này thoáng quá ha. Anh chị thấy văn đèn không, nhìn giống như là Noel á. Rồi em đi qua bên kia đường, tiếp tục con đường Tạ Quang Bửu thưa anh chị. Em đi thẳng qua luôn nha. Phía sau con đường Tạ Quang Bửu này thì có một loạt những cái quán cà phê. Ban ngày là như thế, không biết ban đêm như thế nào. Xe cổ đông quá trời. Khu nhà giàu Phạm Thế Hiển, Tạ Quang Bửu anh chị. Biệt thự không luôn á. Đây có quán cà phê, quán nhậu. Trong này nhiều nhà biệt thự anh chị, tới tối nhìn nó vắng. Chỉ có những cái quán nhậu lậu dê rồi trong này thấy không có khách ha. À, những cái quán ở trong các cái khu hẻm hóc như thế này thì hôm nay kiếm khách hơi khó.
ra tạo quán bựu lại thưa anh chị, đây quán cà phê, xe cộ người ta dựng dưới đường, người ta uống cà phê quá trời ha. Tới tối trời mát mát như thế này đi uống cà phê đồ anh chị cũng vui. Rồi em chạy hướng về bến xe quận 8, con đường ở quốc lộ 50 á. Kem nhãn quán ăn đây anh chị ha. Còn là những cô đi bán hàng rong nữa anh chị thấy không, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng đi đó. Thấy cái cuộc sống nó quay trở lại như ngày xưa, nghe những cái tiếng rau ở Sài Gòn nghe nó vui anh chị. Bên trái em là trường Tạo Quang Bửu ha, trường trung học phổ thông. Còn bên phải đây là có quán cà phê lớn nè, Viva Star Coffee đó. Chỗ này có cái quán này khá lớn, có lẽ là quán cà phê lớn nhất rồi đó. Trang trí đèn đổ ngoài, ở trong đổ sáng sủa. Đây đến nè, Felix, quán cà phê Felix. Cơm tắm đêm cô Hương. Nói chung thì cũng không có quá nhộn nhịp thưa anh chị à. Nhưng mà thấy lên đèn sáng sủa cũng vui. Đừng có quá nhộn nhịp quá. Karaoke đóng cửa nè, thấy thương ghê anh chị. Karaoke ngày hôm nay vẫn chưa được hoạt động trở lại đâu, nên là cũng khó khăn lắm. Rạp chiếu phim thì ngày hôm nay được hoạt động trở lại rồi anh chị, từ ngày 19 tháng 11 á, nhưng mà những cái ngày đầu cũng không có khách khứa gì đi coi phim nhiều. Ở đây có cái lẩu bò bên phải của em, cái lẩu bò. Một cái lẩu bò ở đây. Rồi, em mời anh chị đi về quốc lộ 50, bến xe quận 8. Đây, nhiều mạnh đời đó, người thì nhậu nhẹt, thoải mái. Người thì giờ này phải đi lụm vé chai thôi anh chị. Cuộc sống mà sau cái trận phong tỏa vừa rồi thì nó lại càng thể hiện rất là rõ. Nghèo quá thì lại nghèo thêm, mà người giàu quá thì lại giàu thêm. Tất nhiên cũng có những người giàu thì bớt tài sản đi vì phong tỏa 3-4 tháng. Lậu dê. Ở Sài Gòn mình những quán nhậu thì lậu dê, lậu cá rồi là thường lại cũng dễ bán anh chị. Cơm tấm rồi. Rồi ở ngay cái khu vực này là bên trái em là bến xe quận 8 ha. Và ngay đây là quốc lộ 50. Bên trái anh chị đi ra đường Nguyễn Văn Linh. Bên phải thì anh chị đi lên cầu Nhị Thiên Đường, về chợ Nhị Thiên Đường ha, qua cầu Sấm Củi. À, chợ Sấm Củi cho anh chị. Em đi thẳng luôn vào cái khu Pegasus, khu nhà giàu của Tạ Quang Bửu. Đây là ngã tư đường Tạ Quang Bửu và đường quốc lộ 50. Mấy cái xe bánh tráng đồ bắp nếp bắp mỹ gì nhộn nhịp vui ghê không. Nó thơm, trời ơi, cô bán bắp, cô luộc bắp gì mà thơm phức. Đây những cái quán cà phê.
vào cái khu phố giống như là Tây đây, giống như ở châu Âu á. Khu phố mà lúc trước ban ngày em có đi, cái nhà liền kề nó gắn đèn theo cái lối kiến trúc của Pháp, của Ý đó anh chị. Wow, quán nhậu ở đây thì nhiều nè. Đây nữa ha. Mấy quán ở đây cũng thoáng anh chị. Đây cái khu nhà này là Pegasus đây. Rồi một loạt những cái nhà liền kề mà giờ cũng ế ẩm cho thuê. Em chạy vào cái khu chung cư. Con phố chắc bây giờ tắt đèn quá. Đây có nhà thuốc pharmacy. Cũng có quán anh chị, nhưng mà cũng có nhiều nhiều nơi nghỉ không bán. Rồi em quẹo vào khu chung cư này, Pegasus này. Xe ô tô đậu ha. Đó, ở đây thì có cái khu phố. Khu phố nó thiết kế, họ thiết kế họ đèn đóm giống như là phố Tây á. Đó, đoạn này anh chị. Tối có mấy cái đèn. Tối có mấy cái đèn chạy. Đây có mấy cái đèn mờ. Đó, mấy bạn trẻ ngồi chơi. Đi hướng này thì lại chạy ra tạo quán bự thôi. Nói chung là cũng vắng khách anh chị ha. Không có đông lắm. Như ngày xưa những cái chỗ này nè rất là đông đó. Bây giờ thì chỉ còn bóng đêm thôi. Với lại ở đây có một vài quán một vài quán người ta mở ra uống nước, tập trung uống nước. Cái khu này là cái khu ăn chơi được các bạn trẻ yêu thích nhất của quận 8 đó anh chị. Mấy cái ghế người ta bỏ đèn led ở trong đó, nó tự đổi màu á. Con phố này là rất nhiều bạn trẻ thích đó. Ra đây thì chủ yếu là mấy người trẻ trẻ không thôi, chứ mấy người lớn tuổi thì người ta lại không có thích ra đây đâu. Rồi em đi ngược ra đường Tạ Quang Bửu đây anh chị. Khu này tới khu gì ha. Đây chúng ta đi ra đường trời tối quá. Ra lại Tạ Quang Bửu rồi em chạy một đoạn ở trên quốc lộ 50 nữa. Tới tối dành ra mấy chục phút mời anh chị đi dạo như thế này cũng vui, ngắm cảnh, cập nhật tình hình phố xá Sài Gòn. Rồi em chạy ra lại ngã tư Tạ Quang Bửu và quốc lộ 50. Xông hơi massage. Ồ có quán mở luôn anh chị, mặc dù chưa có cho phép mở nhưng mà có quán mở luôn. Im mở rồi đó. Rồi ở đây là con đường quốc lộ 50 đây anh chị. Bên trái thì anh chị quẹo về khu vực cầu Nhị Thiên Đường ha. Em xin mời cô bác anh chị vào phải hướng chạy ra đường Nguyễn Văn Linh. Hôm nay chúng ta đi một đoạn ngay quốc lộ 50 này. Để bán chân gà nướng, sa tế. Bên trái em là bến xe quận 8 thưa anh chị. Rồi ở đây thì có bộ rất là nhộn nhịp á, nhộn nhịp nhiều khi còn nhộn nhịp hơn cả cái con đường Tạ Quang Bửu nữa anh chị. Bởi vì con đường này nó là cái trục chính này, chạy hướng này anh chị xuống Long An luôn ha, băng qua khỏi huyện Văn Linh. Ở đây tối người ta bán đèn.
cuốc chiên bơ, bánh mì đây. Rất là nhiều món bán ở trên cái con đường quốc lộ 50 này. Nhãn tiêu 15.000 một nửa ký. Một nửa ký, chị nửa ghi có chút xíu anh chị. Trời là trời. Đó, Sài Gòn lên đèn là như thế. Hôm nay mà anh chị đi bên cái khu này thì nó cũng không có nhộn nhịp bằng nhiều cái khu khác đâu. Nhưng mà chúng ta thay đổi một tí, cập nhật những cái nơi khác của Sài Gòn. Tối tối ở đây có bánh bao, xôi mặn, xôi khúc, bánh mì Hà Nội. Ngon lành. Sài Gòn nhiều món ăn ngon anh chị. Nhiều món ăn đa dạng phong phú. Tối tối thì thèm thèm cái gì cứ chạy ra ngoài đường là có hết. Cơm tấm ha, đặc sản của Sài Gòn. Bò bía ngọt đây, có cô đi bán bò bía ngọt đó anh chị. À, không biết anh chị có nhớ cái mùi vị của bò bía ngọt hay không. Quần áo sida đồ này 20.000 ký. À, 20.000 cái anh chị, trời ơi, nói 20.000 ký ông bán đồ ông nghe ông bánh này ông chị. Giày dép da Bitis sáng trưng. Bây giờ vô Tết rồi, chuẩn bị sắm quần áo giày dép. Nói chung là cái tình hình dịch bệnh thì nó ảnh hưởng khá là nhiều. Tuy nhiên thì trong cái thâm tâm bà con mình ai có lẽ là cũng muốn có một cái Tết ít nhiều gì đó, nhỏ to như thế nào đó thì cũng mong muốn có một cái Tết nó vừa phải, nó vừa đủ anh chị. Cho nên rất là hy vọng từ bây giờ cho tới cuối năm chúng ta không có trải qua cái đợt bùng phát dịch nào nữa. Và mặc dù những cái ngày gần đây thì anh chị thấy là cứ số ca nhiễm nó có xu hướng nhích tăng. Và số ca tử vong đó là cái chỉ số mà em quan tâm nhất và cũng lo lắng nhất. Khi mà số ca tử vong nó tăng lên thì chứng tỏ là cái việc mà bùng phát dịch là rất có khả năng xảy ra. Và cái khả năng mà điều trị của chúng ta thì nó có vấn đề, cho nên nó mới có cái tử vong cao đó. Thì đó là cái con số mà em lo nhất đó. Còn cái số ca dương tính thì nói thiệt với anh chị là bây giờ cứ công bố thì em cũng cập nhật gửi đến anh chị thôi, chứ còn mà thật sự ra thì bây giờ mà xét nghiệm thì chắc là nhiều lắm rồi. Chịu không nổi đâu, lan rộng lắm rồi anh chị. Rồi em băng qua cái ngã ba này bên phải là chúng ta có con đường số 10, khu vực vô chợ Bình Hưng thì phải. Hướng này em đang chạy thì ra đường Nguyễn Văn Linh luôn, và chắc là em cũng xin phép được tạm dừng cái clip ở đây thưa anh chị. Chúng ta cập nhật một vài cái hình ảnh đi dạo chơi xung quanh Sài Gòn, những cái khu vực về ban đêm. Hy vọng là anh chị có những cái giây phút thư giãn, ngắm nhìn cảnh trí phố xá, xe cộ qua lại, âm thanh. Và em một lần nữa xin chúc cô bác anh chị bình an và nhiều điều tốt lành trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.